À, rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao Phúc lại liên tục ra những video phân tích pháp lý về cái vụ này, có phải là hóng phem hay không? Thật sự là có các bạn. Một phần là hóng phem và một phần là mình đã hứa với mọi người, hứa với Lộc rằng là mình sẽ bảo trợ, giúp đỡ Lộc về cái câu chuyện là hỗ trợ về mặt pháp lý. Cho nên là tất cả những cái vấn đề về cái vụ việc này Phúc sẽ phải soi từng ly từng tí và phân tích kỹ lưỡng. Thì các bạn rất là thắc mắc là hôm nay Phúc ra khá là nhiều video đúng không? Thì thật ra là Phúc cũng không nghĩ là mình ra nhiều video vậy đâu. Nhưng mà tại vì hôm qua mình bị đánh bản quyền á, cho nên là mình phải ra thật là nhiều video về cái vụ này, để mà đến khi mà thời điểm mà mình bị sập hoàn toàn cái kênh thì các bạn cũng có những cái video mà các bạn xem. Thì quay trở lại với nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay và trong video này, thì Phúc sẽ nói về cái câu chuyện là Network của anh chủ nhà và những cái công việc mà anh chủ nhà đã từng làm cho Lộc Phụ Hồ khi mà hợp tác phát triển kênh YouTube đó. Thì như các bạn, nếu mà xem, bạn nào mà xem từ đầu đến cuối những cái drama này á, thì các bạn có thể thấy là anh chủ nhà nói rằng là anh chủ nhà có join cái tài khoản, cái kênh YouTube của Lộc và một cái network, và bên cạnh đó anh cũng có một cái công ty hoạt động rất là nhiều người trong cái công ty đó để mà có thể hỗ trợ và đẩy cái kênh của Lộc lên. Thì mọi người thắc mắc là công ty của ảnh là công ty gì đó, rồi hoạt động như thế nào, lĩnh vực như thế nào, đúng không? Thì bản thân Phúc giải thích cho mọi người một chút xíu network là gì, để cho những các bạn mà vào sâu các bạn có thể hiểu hình dung hơn. Network nó giống như một cái hệ thống đa kênh YouTube vậy các bạn, là nó tập hợp rất là nhiều cái kênh YouTube lại với nhau, nó tạo thành một cái cộng đồng, và cái cộng đồng đó được cái YouTube và Google người ta phê duyệt, người ta ký hợp đồng và người ta cấp một cái quyền là mình được hoạt động dưới dạng net đó. Còn đối với những cá nhân tổ chức khác thì người ta luôn sử dụng cái từ là tôi có net này, tôi có net kia, nhưng mà thực chất nó chỉ là tập hợp những cái kênh YouTube lại với nhau, những người biết làm YouTube, rồi xong rồi tạo thành một cái cộng đồng để mà mỗi khi mà kênh này nó đăng video lên á, thì kênh kia sẽ là hỗ trợ gắn AdSense rồi giúp cho cái kênh đó nó tương tác lên thôi. Còn quay lại với cái câu chuyện của Lộc Phụ Hồ, thì Lộc Phụ Hồ có ký hợp đồng hợp tác với anh chủ nhà, và anh chủ nhà trong cái hợp đồng này anh chủ nhà cũng không có nêu rõ là anh chủ nhà sẽ làm gì để mà giúp cho kênh Lộc phát triển hết trơn, chỉ đơn giản là về mặt tư vấn và đầu tư với Lộc về cái chi phí sản xuất video 50% gì đó thôi, chứ không có nói rõ ra. Thì mình không biết là mỗi lần mà Lộc lên ý tưởng, lên video, sau đó sản xuất video thì anh chủ nhà đã làm những cái gì. Thì cái này rất là cần sự minh chứng của anh chủ nhà, và nếu mà anh chủ nhà xem được clip này thì anh chủ nhà minh chứng giùm Phúc. Còn cái vấn đề mà Phúc đang rất là thắc mắc là công ty của anh chủ nhà này đó là công ty gì, cái lĩnh vực, cái mã ngành nghề hay là cái dịch vụ mà anh thực hiện là cái gì, anh có mã số thuế chưa, anh có đăng ký kinh doanh chưa. Bởi vì biết sao không? Bởi vì Phúc nghe nói là anh chủ nhà cũng có ý muốn là sẽ khởi kiện ra tòa án để mà có thể yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời là thuê luật sư gì đó để mà có thể bảo vệ cho anh. Thì mình chỉ muốn nhắc nhẹ anh thôi, khi mà anh đệ đơn kiện ra tòa án á, thì nếu mà tòa án thụ lý á, thì anh trở thành là nguyên đơn và Lộc Phụ Hồ sẽ trở thành bị đơn. Nhưng mà khi mà ra tòa án thì biết bao nhiêu sự thật nó sẽ phanh khui, không chỉ đơn giản là cái hợp đồng đâu anh. Bởi vì khi mà người ta xem xét hợp đồng á, người ta sẽ xem xét là trong quá trình đó các bên đã hợp tác như thế nào, rồi phân chia lợi nhuận ra sao, có trục trặc gì hay không, có vấn đề gì hay không. Và thậm chí là nó sẽ lòi thêm một số cái nữa, ví dụ như là anh hoạt động dưới dạng dịch vụ đó, anh không có công ty, không có con dấu, không có mã ngành nghề, không có đăng ký kinh doanh thì sẽ xử lý như thế nào, ví dụ vậy. Và hơn nữa nè anh chủ nhà, hơn nữa một chỗ á, là nếu như mà anh không có công ty á, thì những cái lời nói trước đây của anh về công ty của anh á, thì nó lại là lừa dối người ta, lừa dối những cái người xem, đúng không? Anh phải có công ty, có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế đàng hoàng thì anh mới được phép nói là anh có công ty. Còn trường hợp nếu mà anh chỉ hoạt động cá nhân thì anh hãy nói là anh cá nhân đi, cái đó nó sẽ tốt hơn cho anh nhiều. Và giả sử như trường hợp nếu mà anh hoạt động với tư cách cá nhân, anh đi ký những cái hợp đồng như vậy á, thì ok, không có gì hết. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ nào? Nó sẽ nằm ở chỗ là anh có đóng thuế thu nhập cá nhân chưa? Tại vì doanh thu mà anh thu từ những cái kênh này qua cái kênh kia lợi nhuận như thế nào á, là một con số không hề nhỏ. Thì không biết là anh đóng thuế chưa? Anh có cần là Phúc liên hệ cái chi cục thuế gần nhất của anh để mà hỗ trợ anh về cái mặt đóng thuế không? Để mình trở thành một cái người công dân mà làm đúng trách nhiệm và cái quyền hạn nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Đó. Rồi thêm một cái nữa, một cái lưu ý cho các bạn nè. Nếu như mà cái vụ này nó đưa ra tòa thật sự thì anh chủ nhà sẽ có những cái điểm có lợi gì? Anh chủ nhà sẽ có cái gì, cái lợi gì trong đó? Thì cái lợi đầu tiên của anh chủ nhà đó là anh chủ nhà có cái hợp đồng
trong cái hợp đồng đó thì về mặt phân tích pháp lý hôm trước Phúc nói á, thì nó sẽ có hiệu lực và có giá trị pháp luật đàng hoàng nha các bạn, nhưng không có giá trị ràng buộc gì hết, bởi vì trong đó không có điều khoản gì mà gọi là phân định rạch ròi quyền hạn của các bên và trách nhiệm của các bên như thế nào trong đối với hợp đồng này, không có các bạn. Và dĩ nhiên là chúng ta phải tuân theo quy định của pháp luật, đúng không? Thì những cái điều khoản mà tuân theo pháp luật thì trong video trước Phúc cũng đã có chia sẻ cho mọi người rồi, thì mọi người cũng có thể hình dung được là bên nào nhỉnh hơn bên nào. Rồi, cái lợi thứ hai mà anh chủ nhà sẽ có, đó là anh chủ nhà sẽ được hưởng doanh thu cho những cái video mà các bên đã hợp tác trong quá trình mà thực hiện cái hợp đồng hôm trước. Có nghĩa là sao các bạn? Ví dụ như ra tòa đúng không? Tòa tuyên án xong, tòa xét xử xong thì sẽ phân định là những cái video mà các bên đã làm với nhau rồi phát sinh tiền như thế nào, sẽ phân chia như thế nào nữa. Thì bây giờ đúng là những cái gì mà hai bên từng hợp tác với nhau thì bây giờ chia ra thôi, phân chia lợi nhuận ra. Đó là cái lợi của anh đó. Đó là cái lợi thứ hai của anh. Cái lợi thứ ba của anh là anh sẽ được yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu do cái hành vi vi phạm hợp đồng của Lộc Phụ Hồ gây ra. Nhưng mà nè, tôi nghĩ là cái lý do thứ ba này nó hơi eo hẹp với anh, bởi vì theo như những cái gì mà tôi đã phân tích đó, thì Lộc Phụ Hồ hiện tại không có vi phạm hợp đồng, mà Lộc Phụ Hồ đang dựa cho những cái hành vi vi phạm của anh để mà chấm dứt hợp đồng. Và tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới, Lộc Phụ Hồ cũng sẽ sớm gửi cho anh một cái bản thảo thông báo chấm dứt hợp đồng đàng hoàng. Và nếu như mà anh không đồng ý với cái bản thảo đó, anh hoàn toàn có cái quyền là khởi kiện ra tòa án. Và tôi tin rằng khi kiện ra tòa án, anh sẽ mất nhiều hơn là được. Thông qua video này á, thì tôi chỉ có một lời nhắn nhủ đến anh thôi. Nếu được á, thì anh hãy dừng lại mọi chuyện đi. Đừng phân trần phân minh gì hay là đưa ra là mình có bằng chứng thuyết phục gì hết, trước khi mà sự việc nó chưa được đẩy lên đi quá xa. Vì như vậy sẽ có lợi cho anh rất là nhiều. Và tôi cũng muốn nói với anh đó là sau khi mà những cái lần tôi chia sẻ với Lộc xong á, thì Lộc đã dần có thêm những cái lượng kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc xử lý cái chuyện này rồi. Lộc không còn phải quá lo lắng, u sầu hay là bị sức ép bởi anh nữa, mà Lộc chỉ đang chờ xem là giữa anh em mình á, anh có biết tiến biết lùi hay không thôi. Người ta bảo á, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bây giờ anh cứ chạy lại đi, cộng đồng mạng sẽ không đánh anh đâu.